cái từ từ nó lạnh, nó lạnh cái uống thuốc, nhất giờ cái nhất là uống thuốc thôi. Khó Ồ, đó là cũng hay nè, lắm nó chứ có vú, đã. ai bị ai cũng nói nó có vú bự lắm, Lúc trước của cô đây hả? to lắm, Cô có hình không? Cô còn hình không? Con xin cho không không coi. có chụp hình, có vú, có vú to lắm. Và quậy bà thì bà lấy cái đĩa lam á, mới á, bà nẻ cái gạch này nè, bởi vì cái vú cô còn mấy cái thẹo không thấy Là không. lúc đó là nó sưng như vậy, Cái là bà rạch luôn. cái gạch này nè, như cắt giác vậy đó, cái đắt ống hơi vô, gạch cái đặt ống hơi vô, gạch cái phải đặt ống hơi vô, chứ trong mông cái giò chị thôi. Còn cái bệnh của chị là nó gọi là nó ung rồi, chị cũng sống ngày nào hay ngày đó vậy đó. Nói thẳng là bệnh của chị á, suy nghĩ giờ cũng vậy thôi, giờ mình thấy không tiện, giờ mình chết bà mẹ rồi, hoặc kỹ con mà nó còn nhỏ quá, có ngày nó quấn quýt với mình không. Nhà cũng ai chị em bốn đứa, ba đứa không có đứa nào có, biết trước mình có ác không sao mình có mang cái chứng bệnh này. Anh, em giả dụ nha, nếu mà hết tiền anh có đồng ý là anh sẽ bán thận đi không? Vì sao á? Dễ chết lắm. Bán một trái còn một trái mà. Đau đau người. Nhưng mà trong trường hợp túng thiếu nhất cũng không bán thận luôn. Có gì để bán thận. Nếu ví dụ như là khó khăn nhất là sẽ xoay sở bằng cách nào? Về má nữa. Anh về má anh hả? Có gì phải đi bán thận. Lỡ má không nuôi được thì sao? Thì anh đi làm công nhân cũng được. Ý là còn sức khỏe là còn làm đúng không? Đúng rồi, tao mới phải làm ra tiền. Bây giờ em bán thận đi rồi mai mốt tiền đâu em mua thận lại. Mà bán thận đi xài một trái thì có vấn đề gì không ta? Chắc chắn sẽ ảnh hưởng. Tại vì khi một người mà đã cái bộ phận mình mà đã giao kéo vô người nó sẽ yếu hơn người bình thường. Thì biết là bộ phận cắt tiền yếu. Tính ra cái cô hôm rồi mình quay với anh bán con trái thận đi rồi, nhưng mà chưa có hỏi cô là sức khỏe cô ra sao hả? Tí nữa hỏi cô chia sẻ ra như thế nào này. Hôm nay tôi sẽ quay lại trường hợp của cô này ở quận 8 với cả nhà ha. Hôm trước thì cô có chia sẻ là cô đã phải bán một trái thận đi để lo gia đình, vì lúc thời gian đó thì gia đình cô khó khăn. Nên là bây giờ thì tôi sẽ quay lại cô và tiện thể thăm cô, đồng thời chia sẻ đến cả nhà luôn ạ. Thu Nguyên mới vừa tìm hiểu đây cả nhà, thì mình cũng lên trên mạng mình tìm hiểu là giá là bao nhiêu. Thì ở trên mạng thì có ghi là 500 đến 700, mà đây là cái số mình không ngờ tới luôn cả nhà. Vị chi là một người mình là cả tỏi chứ, cả tỷ chứ bộ. Nhưng mà đây là hành vi, theo như Thu Nguyên biết là đây là hành vi cấm này, hành vi không được phép nè cả nhà ơi. Nhưng mà do tình hình cô túng thiếu nên mới làm ra cái việc đó. Alo, cô Loan ơi. Tắt điện lại. Bảo hệ máy xong nó tắt điện lại. Phải tắt điện lại rồi. Alo cô ơi, mình là hẹn 72 đi thẳng vào hay là có đi cong gì không? Đi cua gì đâu không? Đi thẳng có cái dốc. Chỗ đám tang đúng không? Chỗ đám tang đúng không cô? Rất là đi thẳng hướng này anh. Có cái dốc lên, đi thẳng lên rồi có cái dốc. À, có cái dốc cô Loan đứng đợi anh, chị chào. Phải đây không ta? Đây rồi, 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 có đúng đường rồi, đúng đường rồi. May quá, đi không có lạc. Rồi quay luôn rồi. Ơi, con chào cô Loan nha. Hôm nay đi lại được rồi hả cô? Hồi nãy mình đi ra ngoài cho nó thoải mái hả cô? Ôi, gắn cái mic cho cô nha. Nằm ngoài. Hôm nay thấy cô đi được có vẻ là nó đỡ hơn hả sao cô? Nó cũng đỡ đỡ nhưng mà nó chưa có lành. Nhưng nó mới có chấm chấm gì đó chứ chưa có lành vết thương, tại nó bị gãy rồi. Cái chỗ vết thương cô là bữa giờ là bao lâu rồi con quên rồi ta? Hôm nay cô gần 5 tháng, 4 tháng mấy rồi. Trời, 4 để tháng cái mấy vết thương. ngày. Tại vì nó thẳng lúc đầu cô không có tiền. Có tiền là cô mổ là cô đi được, rồi chừng tháng sau là mình đi. Không có khả năng. Thôi, Tiện mình đấy. mổ là đòi tới 80 mấy triệu, nhưng mà lúc đó chưa có bảo hiểm. Thì thằng em dễ mới về nói, thằng em dễ mới nói thôi để em kiếm tiệm mua cho chị cái bảo hiểm.
Dạ. Mua cái bảo hiểm là mới mua mà tới tháng sau mới lấy. À là bây giờ là tháng sau cô mới có bảo hiểm có. Mua được. Nghe em dễ nói cho em chịu, mua có 900 mấy thôi. Hôm cô đi khám ở bệnh viện nào ta? Đi chụp hình đó, ở bệnh viện chỉnh hình đó. Chấn thương chỉnh hình, lúc đó là không bảo hiểm, 80 mấy triệu. 83 triệu mà không có khả năng nổi. Ừ. Thì nếu cô có khả năng cô mổ lâu rồi với mượn cái thành phần người ta cho mình mượn chừng 50 triệu, mười mấy triệu thôi. Ừ. Thuốc men thôi chứ người ta không có khả năng giúp mình, đây ai cũng khổ. Mấy bà dì nó thẳng ra người ta có tiền chứ cũng không có cho. Cô đông anh má chị cô em. Còn đẩy có mấy chị em đó cũng khổ không à. Mấy cô lúc nãy có đứng ngoài là chị em mình đó không cô? Có ở sớm có một bà dì mà cũng khổ lắm. À, hôm nay có mình cô Loan ở nhà hay má bà đẩy đi bán hẻm 85 đi xuống cái đường nãy đi thẳng xuống rồi má đẩy dài đó. À. Đi bán với thằng nhóc nhỏ. Dạ. Lúc nãy Thu Nguyên hỏi cô Loan là cái chỗ bán của bà ngoại ở đâu thì Thu Nguyên tới để bà ngoại bà đẩy đi vòng vòng này lắc cái đường này nè, đâm thẳng lên lắc về đường cầu số 1 cũng được luôn. Chắc tí nữa chạy thẳng hoài. Dạ, chắc tí nữa con đường quẹo à, ra tới đó chạy thẳng hết con đường, con đường đầu tiên quẹo là bà ngoại bán dài đó. Con biết rồi, tí nữa nói sau, giờ cái bệnh của cô đang hiện tại nè, tới bữa thăm cho xem cô tiền nè. Đó là cô đi mua thuốc nè. Đó, chị có đó, thuốc uống này là hết rồi đó. Thấy không có khổ không? Cô mua hết đống này bao nhiêu đây? Đống này là 800 mấy nè. Đây là 800 mấy đấy hả? Ừ, 800 mấy á. Còn cái này cái chị kia sáng cho thấy tội nghiệp chị cho nè, thuốc nhất. Còn cái này thuốc vú không dài, cô nhức quá, cô mua uống đỡ. Em biết cái, sao không? Cái ngực cô bây giờ đỡ chưa? Bây giờ nó nhức. Nó đã nhức. Bị ung rồi chứ nó không có ấy. Dặn như uống thuốc thuốc tể á, nhưng mà thời gian á, người ta không có, mấy người dân tộc á, nó không có thuốc. Thuốc tể thuốc là 100 cái... ngàn gói về nấu. Thuốc tể thuốc. Là cái thuốc mà uống thuốc ăn than á. Được mà. Ừ, với cho đừng có nhức, không phải thuốc mà để mà vậy chị bị ung thư á. Chỉ cho nó nhức cái vú mình sắc uống, chỉ cầm cự thôi, nhưng mà bây giờ không có thuốc đó nữa, dân tộc đó không có đủ mùi vị, người ta không có dám giao cho bà chủ đó, thiếu. Cô uống thuốc của dân tộc là bao lâu rồi? Cô vừa phát ra bệnh là lúc đó nhập viện nặng quá rồi đó, cái bác sĩ mới kêu bỏ, không có khả năng, nó thẳng ra cái gì nó thẳng khổ, không có khả năng bỏ, phải uống thuốc lần lóc. Không, nhưng mà cô kể lúc cho con rõ rõ to vậy nè. Là sưng như vậy uống to thuốc lắm. Dân tộc. Ờ, uống, bắt đầu cái về mà ông bố mới nói thôi, nếu không khả năng thì mình cứ việc về, người ta cho mình xuất viện về. Ừ. Về mình uống thuốc gì mình uống thuốc, phải uống thuốc cái này là nhất thì uống, không nhất thì thôi. Cái về cái người ta bài chỉ uống dạng tộc, thấy người cái chị cũng chỉ, mà thời gian chị cũng sống mấy năm, năm số năm chị mới chết, chứ mới chết liền. Ừ. Cái uống với chị từ từ cái nó xẹp, từ từ cái nó bể luôn, nó xẹp nó teo rồi nó bể vậy luôn đó. Bể toát ra luôn hả cô? Nó bể, nó chảy mũ, chảy máu luôn. Nhưng mà hồi đó bể có hành sốt hành mệt cho có. Sốt xong rồi mới đi vô bệnh viện, rồi bệnh viện mới nói là bây giờ nó không dám điều trị. Đi thuốc nóc, thuốc tây, thuốc của bệnh viện thì bệnh viện trị, còn bỏ liều từ nay là mấy tháng trời rồi, thì uống thuốc nam thì có theo thuốc nam. Cô mới thấy vậy về tiệm thuốc tây nè, mua thuốc cái gì đỏ đỏ màu tím tím đó, thuốc tím sắc quẩn rồi, sức cái ngày nào sức giái mẹ hoài, giái độ xe chuyển cho con mau lành, đừng có cho con lỡ lét nữa. Cái từ từ nó lành cái uống thuốc nhất, giờ cái nhất là uống thuốc thôi. Đó là cũng hay lắm cái đó. Ai bây giờ ai cũng nói có vú bự lắm. Lúc trước của cô đây hả? To lắm. Cô có hình không? Cô còn hình không? Con xin không, không có chụp hình. Có vú rất to lắm. Nó phải được như vậy đâu, mũ máu không mà. Uống cái đó thấy nó bể không? Nó bể cái nó mũ máu, nó chảy ra, nó chảy từ 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 từ. Hồi đó là cô có dùng thêm gì nữa hay là có bị thúi gì không? Không, nó bị tanh thôi. Như là nó mũ máu và nó tanh thôi. Lúc đó đến bây giờ là bao lâu rồi? Từ lúc đó cũng đang được 6 tháng rồi. Đồ uống thuốc có quải gừng hả, phát hiện này là 2 năm rồi, bệnh 2 năm rồi đó. Là uống thuốc quải có 7-8 tháng thôi, là về mấy tháng sau nó mới bể. Nó gom từ từ, nó bóng rồi nó nhức cái vú không cách nào nổi á. Cứ bợ cái vú không à. Đó, ngồi chỗ mà bợ nhức không chịu nổi. Này hay cả nhà ha. Thu Nguyên không biết là cái bệnh cô nó nặng hay là nó nhẹ ra sao, nhưng mà con đã quay những cái trường hợp mà kênh chia sẻ là những cái ngực người ta họ vỡ toác ra luôn. Có cái trường hợp thậm chí là nó thúi luôn cơ. Nó thúi mà đến nỗi các cô chú anh chị còn nhớ cái trường hợp mà Thu Nguyên quay rất là lâu, quay cũng khá là lâu trước đây rồi. Mình lướt lại là mình sẽ thấy cái ông chồng là chăm theo vợ là cái ngực này nè là thúi luôn. Thúi mà cái phòng này cả cô này là họ không cho ở trọ luôn, lên bệnh viện ở là không cho ở luôn cơ. Vì hôi quá rồi, tanh hết một cái nhà luôn. Đó là Thu Nguyên có quay chia sẻ. Cái tanh thôi chứ thúi là không có thúi. Đó nên có là lúc nãy con có hỏi là có tanh không, có thúi gì không. Có tanh, như là tanh cũng nói thẳng em tanh cái mùi nó cũng khó chịu lắm. Bản thân mình chuồn chịu không được nữa. Bởi vì kỹ lắm, một ngày cứ sáng cái vậy lấy nước sôi rửa với ba cái thuốc tím đó thôi, rửa rồi băng lỡ rồi lát chưa cỡ 5-3 phút cái con nó chảy nữa, cái thay hoài á. Tại vì bác sĩ nó có nói là đừng có cho để nó lỡ nhiều quá, nó lỡ là em nguy hiểm lắm đó. Đó em hoại tử luôn, mình phải dán giữ làm sao, cách làm phải kỹ lưỡng, dù đau nhất cũng phải dán.
Nhưng mà hồi đó bác sĩ chẩn đoán cô là như thế nào, giai đoạn mấy rồi? Ung thư giai đoạn 2 rồi. Ôi, mới giai đoạn 2 mới mà sao không để bệnh viện điều trị? Đã nói thẳng không có tiền, rồi, nói cái gì cũng vậy. Có tiền là cô cũng nói, không có tiền mới bắt buộc mình phải để tới vậy luôn. Hồi đó chồng mình mất chưa cô? Mất rồi mới phát bệnh. Có mất một bệnh mới 2 năm nay à. Cái chân cô là 5 tháng. Cái chân 5 tháng, cái này là 2 năm, vừa phát ra là 2 năm. Bắt đầu lúc trước không có tiền, nói thẳng đi uống lá đu đủ. Chứ chinh nữ hoàng cung, cầm cự người ta nói thôi giờ phước chủ mới thầy con có việc uống vậy đi. Với xã đó, và bà má bà đi bán đó, bà thấy người ta trồng đu đủ đực đó, bà xin bà bẻ về với chinh nữ hoàng cung đi kiếm, muốn cây xả bỏ vô nấu cái uống cầm cự vậy. Tới ngày mà tìm được cho cái bà ở đây nè, người ta nói cái đó là chị về ung thư. Là cũng hay. Uống được xả với lại đu đủ đực là bao lâu? Uống cũng được 3-4 tháng gì đó. Bắt đầu nghe cái bà này, bà ngoài đó đó, bà chỉ ở đâu, bà lỡ bà chỉ mới thấy phát hiện được. Cái đó có đi thay da Phan Thiết, da quẩy không phải là cái vú to nha. Cái bà lấy cái lưỡi lam á, lưỡi lam mới da Phan Thiết nằm một tuần lễ, muốn nhà trọ ở một ngày một đêm á, chỉ 300.000 thôi. Là người ta bao mình hết toàn bộ ăn uống luôn, nó nấu nước cho mình ăn 300.000 mình ở đó luôn. Tới ngày mình về, da quẩy bà thấy bà lấy cái lưỡi lam á mới á, bà nẻ cái gạch này nè, bởi vì cái vú cô còn mấy cái thẹo không thấy không? Là lúc đó là nó sưng như vậy, là rạch luôn. Cái gạch này nè, như cắt giác vậy đó, cái đắt cũng hơi vô, gạch cái đặt cũng hơi vô. Phải nói em phải gián chịu, lúc đó ốm dùm ghê lắm. Không, lúc đó có nhiều người trị giống cô không? Nhiều người trị, bởi mới thấy không có sợ. Thấy ai mà đưa lưỡi lam, ta nói là cái này không có cho dao kéo vô, mà cái này mày dám đưa dao kéo vào quả chờ khiến ông bà cũng thương về nó gom, lỡ nó không có tày hoài như lúc trước. Tôi uống ba cái thuốc đó. Mà bây giờ mới chỉ là bà nói điện cho bà nói chỉ giờ thiếu 2-3 mùi lận chị không dám gửi cho em. Đủ thuốc chị mới gửi cho em, chứ chị có là chị gửi cho em rồi, chứ mất mới chị để làm gì. Thuốc đó cô uống thang bao nhiêu? Thang có 100.000 à, một ngày uống thang, cái tỉ mình dắt kẹo, còn cái kia mình làm nước giảo bỏ tủ lạnh để dành mình uống, hay là mình để trong cái ca vậy đó. Khác là uống, ngày là ông bịch. Một ngày 100, 10 ngày là 1 triệu, tháng 3 triệu tiền thuốc. Đó, cái thuốc bây giờ mấy từ ngày vô tới giờ đó là bà không có thuốc. Điện cho mấy lần vậy, giờ vô thuốc bệnh viện ông bú giờ nó đưa thuốc này uống đỡ, bán thuốc này cho mình uống. Nhưng mà con hỏi chút nha, con thấy nếu mà nhìn bề ngoài, hôm trước Thu Nguyên có nói luôn cả nhà, nhìn bề ngoài cô Loan không giống người bị bệnh đâu. Da dẻ này, xong sắc mặt này, mọi người nói là người bị bệnh tin không à? Không tin đúng không? Không ai tin. Cô ra một cái mà cô bỏ cái nạn ra, một cái là cô kêu là người bị bệnh, thật ra là con không tin đó. Không ai tin đâu. Nên là có khi nào là cô uống cái thuốc đó nó tốt cho cô và da dẻ cô? Từ từ, cái này ý con là cái da dẻ cô hồi con bị bệnh đó chắc hẳn là nó sẽ khác bây giờ nhiều đúng không? Uống đúng này có lợi cho sức cái khỏe mình. Cái lúc đó là mà nó dùm thấy ghê lắm. Lúc cái vú to dùm người ốm dùm thấy ghê lắm. Nó làm sao đâu á. Đó là từ ngày uống thuốc bà chị đó. Mà tới nay chị không có thuốc. Có rồi chị gỡ vô rồi. Hôm nay thì Thu Nguyên chia sẻ thêm cái cảm nhận của cô Loan, một người đã sử dụng thuốc nam rất là nhiều với cả nhà. Bởi vì là mình có nhiều trường hợp mình gặp và có chia sẻ về thuốc rồi, nhưng mà cũng không có đi đến đâu cả. Trường hợp cô Loan là con thấy khá đặc biệt nên có hỏi sâu hơn một xí cô ha. Sẵn đây cô có thể cho con xem lại cái vết chỗ ngực cô nó đỡ hơn không? Nó đỡ là sao rồi? Đây cô cứ con để kéo kéo ra. Hình như nó chạy mũ hay sao cô? Chứ nó còn nó mất luôn cái vú luôn, cái núm luôn á. Rồi lần này là như Thu Yên nói lần trước cả nhà, là cái ngực của cô á, là nói chung là nó mất luôn cái núm vú rồi, nó chỉ còn một chấm. Bên kia là bình thường đúng không cô? Bên đây bình thường. Xung quanh nó có tức đau không? Bây giờ nó đang nó nứt kìa, bây giờ nó nổi hạch. Hạch nách thế à? Nó nhức là nó nổi hạch lên, hạch dở cánh nó tay không có lên, mấy ngày nay là nổi hạch rồi, nó nhức á. Hạch lồi hay hạch cô sờ thấy? Nằm ở trong giờ thấy luôn. Nè giờ là thấy cục hạch này đó. Để giờ bá cùng luôn đó thấy không? Rồi. Nó nóng lên, nó nhức lên là nó nổi hạch. Nó hạch, nó hành sốt, nó vậy đó. Bởi vậy tối phải uống thuốc kèm thuốc này. Cô uống thuốc này được bao lâu? Uống thuốc này là từ ngày cũng cho tiền này đi mua thuốc luôn đó. Nhưng mà thuốc này nó đâu thuốc có chị chuyên về bệnh đâu ta? Cái này là cô hút bệnh viện hay là cô... Bệnh viện, này của bệnh viện, ông này làm trong chợ Dãy, chợ Thường Chính á. Ông làm ngoài giờ mà chợ An Bình là mới đi ra cho nó lẹ luôn. Rồi bây giờ hôm từ bữa giờ là có còn không hay là hết luôn đó, rồi? Như đó hết thuốc rồi đó. Thuốc không á cả nhà ơi. Giờ cái kèm cầm cự uống thuốc cái vú này cho nó đỡ nhất. Cái chân đau rồi mà cái ngực cũng đau nữa. Rồi cái chỗ sớm nè chị mới cho mấy viên để uống để cầm cự để đỡ nhất cái nắng lạnh đó. Mình chắc ở nhà biết chứ leo đâu được qua. Không đi đâu á, vô buồn quá má bà đi bán rồi mới đi ra đường ngồi một chút kìa. Mấy bà kia ra ngoài đây ngồi đi nằm chổng hoài, giống tự kỷ quá.
cái da cho nó thoải mái, đầu óc một chút đừng suy nghĩ kể tới đâu tới. Ủa đây là cô mua về ăn đây hay sao cô? Cô mua về ăn. À mua về lăn lăn cái ngực. Ủa chứ trái này trái gì cô ạ? Trái bình bát á. Con coi được không ạ? Ờ. Ủa mà xe đạp này là nhà mình có ai đi hả cô? Ủa thằng bé nhỏ con nhỏ em. Ôi cái này là ổi. Ủa cái này là ổi. Ổi cô... Đây à ổi mà ổi. Đâu phải bình bát đâu. Cô có ăn không lấy đi. Ổi cho cô. Trời. Con lấy kỳ lắm luôn á. Cô nhà em không có đâu. À, có à, chỗ nào mua gần đây dặn, dặn bà Sáu mua bình bát giùm. Lăn đừng có cho nó to nữa cái hạch á. Nó mắm vậy cái nó nằm lỡ. Đây sẵn đây hôm trước là cô Loan có chia sẻ với Thu Quyên cả nhà là cô Loan là đã từng bán thận rồi nè. Nãy hai anh em mới ngồi nói với nhau ấy, kêu không biết là cô Loan bán thận rồi sau này cái cơ thể mình có bị ảnh hưởng gì không cô? Yếu. Yếu là một chứ ngủ là nãy tỉ mình không bị cái không bị cái vợ thì nằm nghiêng bên đây được, nghiêng qua đây thì nghiêng không được, nó thủng. Nó rất là khó nằm. Nhưng bên đây được. Nó thủng là nó khuyết cái phần đó à cô? Rồi cái ho mạnh á thì nó cũng thốn đau. Cô mổ lên đây là bao lâu rồi? Mổ cũng lâu rồi. Hôm nay chồng cô chết 19 năm rồi. Ừ. 9 năm rồi. Bán 9 năm rồi. Ừ. Nhưng mà bây giờ là nó vẫn yếu, còn thấy yếu lắm, yếu xịu, yếu hơn cấp mấy lần hồi đó nhiều. Nếu mà cho cô Loan suy nghĩ lại á, cô có quyết định bán không? Không. Lúc nhớ như bây giờ không có bán đâu, tại thiếu nợ quá, cô không có xây nổi. Ừ. Không cách nào có trừ gia trốn thôi. Cái thiếu nợ quá rồi, chồng chết bệnh lúc bệnh nữa. Chồng bị ung thư quai hàm á. Khi nãy cô có chia sẻ là hồi trước cô bị cái ngực to như thế này nè. Hồi trước là có ai giúp đỡ hay cô có kêu gọi đâu không? Không, người ta có kêu. Cái thằng hồi trước nè. Người ta kêu cô sao? Nó kêu thôi giờ em chỉ chị lên hàng xanh á, cái trung tâm ở trên đó đó. Ta cho cái địa chỉ em nè, ta kêu chị lên cho người ta coi. Rồi chị người ta cho xe tiện xe chị về xong rồi á người ta phải vô nhà chị nói thôi giờ chị còn đi làm được chị không có là thôi chị không có xin thì nào chị đối đế chị mới xin giờ mình chị còn làm được thì chị chạy được không có sao cái từ ngày mà nó khiến sao tới cái giò đó cái giò chị bị như vậy nè đó chị mới bắt buộc quá giờ bí quá rồi thiếu hết mười mấy triệu rồi giờ cũng may cho mình mượn thay vậy ta cũng sợ nữa bà già có mình má chị à. Từng mới đóng tiền lời 200 ngàn, 10 triệu đóng tiền 200. Đó, nhiều khi chị mới nói thôi để con nhỏ con gái chị phụ nó đóng. Rồi thuốc men với thò ra chứ chị mà cái giò chị không bị chị cũng lên cộng đồng mạng đâu. Mình nói thẳng mình nhìn vậy nè. Mình còn đỡ mấy người người ta ở ngoài khổ nữa đó. Với chị không vệ sinh. Bây giờ cái giò của chị bí quá rồi, chị khổ quá rồi. Chứ trông mong cái giò chị thôi, còn cái bệnh của chị là nó gọi là nó ung rồi. Chị cũng sống ngày nào hay ngày đó vậy đó, nói thẳng là bệnh của chị á. Bây giờ cái mong muốn lớn nhất của chị là gì? Cái mong lớn nhất của chị là cho cái giò chị thuốc men đầy đủ hay là chị đi mổ hay lần sau thôi đó. Chị nó lành lặn cho chị đi được thôi cũng được nữa. Đó, là chị hy vọng là chị có đi thôi, là tự chị đi làm được. Chị có biết cái bệnh mình là cái bệnh ngực đó nha. Là nó đã di căn hạch nách rồi là nặng lắm rồi. Thì chị hạch nách rồi đó, nữa chị cho con thấy đó, hạch nách đó. Nhưng mà bây giờ sao? Kệ đi tới đâu hay tới đó. Chị không muốn còn hy vọng về cái đó nữa, chỉ giờ không hy vọng về cái giò thôi. Kể mình sống 5 năm hay năm nữa cũng được nữa. Cái quyền của chị chỉ cần cái giò chị đi thôi. Chị đi làm, đi tới, đi luôn, phụng má chị tiền nhà, tiền cửa đồ. Chứ hỏi có mình má chị à, không có ai lo nổi. Con mình lớn hết chưa chị? Đó, con đứa đi làm 22 tuổi đó. Chưa có dám, có chồng, có bồ vậy chứ cứ đi làm thôi. Còn thằng đó là thôi, không có nói tới, còn như đi lưu linh vậy đó. À, chia sẻ lại với cả nhà là cái thằng mà chị nói thằng mà cô Loan nói cả nhà là anh con cả đó là bây giờ là gọi là đi chạy rồi cũng không có lo gì được nữa ở con... nhà cũng không có lo nữa đi thẳng là ở nhà người ta nhiều cũng ở nhà biết cô Loan còn có đứa nào đi học không cô Loan không dưới 11 tuổi đó học lớp 6 thì đang đi học đó cái tiền học phí thì ai lo nhỏ chị mới thiếu mấy tháng rồi giờ chị nó mới lãnh lương hôm qua đóng đỡ 2 tháng còn 2 tháng nữa thì từ chị nó đóng ví dụ cái bệnh của cô sau này thì cô có dặn dò gì con cái mình không giờ kệ tới đâu cô mấy đứa con cô nó cũng biết cái bệnh thì cô nói tỷ cô có cái gì thì lo cho em chỉ cần lo con nhỏ nhỏ thôi thằng lớn không có quan tâm thằng lớn vợ nó đã vậy rồi nó không có về nhà nó không có nghĩ tới mình sao mình nghĩ tới nó cứ vậy hoài vậy đó chỉ cầu mong con nhỏ nhỏ nó lo cho em nó thôi lo nhỏ nhỏ lớn lo nhỏ nhỏ được rồi. Cô có bao giờ mà cô nghĩ về cái hoàn cảnh của mình mà cô tức hay cái cô buồn lòng không? Suy nghĩ hoài chứ gì, buồn cái mẹ mình đẻ con mình ra nó không nuôi mình, trở ngược về nó đi nuôi, đi làm
lỗi nhà người ta lôi nãy kia người ta, mình thấy cũng nản là một phần. Mà an ủi vậy má mình, má bả nói không kệ đi, tới đâu nó hay tới đó. Cái bệnh của này là mình đừng có suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều nó còn dễ chết nữa. Coi như mình phải lắp đi, nhất uống thuốc đừng có suy nghĩ tới. Với cái bệnh này mấy năm nay rồi, thế này là nó có hạch nách rất là nhiều, là có hạch nách là cũng nặng dữ lắm rồi đó. Mỗi lần cô thấy một cái hạch nách lên cô có sợ? Sợ chứ, nó nhức lắm. Nó hành nó dở cái tay không nổi luôn á, rất là nhức. Nhưng mà kệ nó đi, kệ nhất là kệ sao được cô. Giờ như mình không có tiền thì giờ mình phải lắp qua luôn. Nhưng mình nhất chịu đựng uống thuốc vô, nó hết nhất lúc đó phải không? Cứ lướt qua vậy đó, nhất uống thuốc cứ lướt qua, nhất uống thuốc cứ lướt qua vậy đó. Nói kệ đó thôi chứ cũng mong là được chữa chứ đâu phải là kệ được đâu trời. Chữa nhưng mà cái khả năng, cái số tiền nó quá to. Cái bệnh này dễ biết lắm, tiền nó to lắm. Nó to phải mình sống cũng đỡ, nó to mình cũng không có sống. Ở đây ba bốn đứa cũng bị hết trơn, ba mấy tuổi cũng chết về bệnh này nè. Có bao giờ cô thấy là cô lo về, có bao giờ cô cảm thấy mình là gánh nặng của bà không? Có chứ. Giờ ngồi vậy nè, cơm má chị cũng bớ, đồ má chị cũng giặt. Nó khi lặt dao phụ bả thì chỉ ngồi đây lặt thôi, không có làm phụ bả gì. Có thằng nhỏ nó mười mấy tuổi, con nhỏ Út á, đi đẩy bún diêu bán với bả nó. Chắc thấy cảnh đó buồn lòng lắm cô ha. Hôm mà tụi con tới đây gặp cô này là có chia sẻ thì cô có nghĩ là hôm nay tụi con quay lại nữa không? Không, tại thấy lâu quá rồi, tại khiện nó, cái thằng nó dẫn vô á, nó nói chừng 2-3 ngày thấy người ta không vô là thôi. Đừng điện làm phiền, tao nói tao biết rồi. Thì mấy em uống vô thì thôi chứ sao giờ, đúng không? Bình thường á, uống thuốc bây giờ là cô chỉ uống thuốc á, mua cho bệnh viện đó phải không? Mua cái giò hả? Dạ. Cái giò là bệnh viện đó là hết rồi. Hết nay hay một ngày hôm qua rồi, mà không có uống nữa. Là hết tiền mua thuốc luôn rồi hả? Đi mượn nữa mà giờ người ta cho mượn mới có 12 triệu mà người ta sợ rồi. Sợ không trả. Mượn 12 triệu lận mà. Ừ. Mượn ít thôi chứ, mượn mình không lâu rồi, những cái lắc nhắc dồn vô vậy đó. Mượn ta cho mượn lần 2 triệu lấy thuốc vậy đó. Ý là 2 triệu chứ không phải là 12 triệu, con nghe nhầm. Chứ thì bây giờ nghe là không uống thuốc này nữa thì uống thuốc nam không hay là khỏi luôn? Uống thuốc nam là chị uống cái vú. Uống thuốc nam là cô uống cái vú rồi, còn cái này là phải chị thuốc tây, thuốc nam đâu có được đâu. Hồi nãy con thấy cô đi lại như vậy á, thì đi có đau lắm không? Cô đâu có nhức không? Đúng, nhức. Mấy trời lạnh này nhức dữ lắm. Tối ngủ nó nhức cái giò, dở không lên luôn á. Với trường hợp của cô Loan nãy giờ mình chia sẻ cả nhà, thật sự á, con thấy hoàn cảnh của cô rất là, gọi là có nhiều cái khó khăn á cô. Thường thường á mọi người, làm phụ nữ cũng có nhiều cái khó rồi. Đi làm nè, rồi sinh con đẻ cái, mang nặng đẻ đau, rồi phải nghĩ có. Đối với trường hợp cô Loan cả nhà, thì mình thấy như thế này nha, là một người phụ nữ nó đã có những cái khổ riêng rồi, ví dụ như là mang bầu có con rồi phải đẻ, rồi sau đó nuôi con, rồi lo cho gia đình nữa, sau này chồng cô mất thì bây giờ có một mình cô lo cho ba đứa con, lo đâu có được đâu, đâu có xuể đâu cả nhà. Đứa bây giờ thì nó cũng không có ai lo được cho cô cả. Rồi sau này khi mà cô phát bệnh ra, cái ngực cô nói là 2 năm trước cô không có tiền để chữa bệnh, rồi làm đủ kiểu luôn, là đắp thuốc hoặc là mổ là rạch đồ đủ thứ. Rồi sau này lại thêm cái chân nữa. Mọi người nghĩ được coi bao nhiêu cái xuôi cái đuổi nó đi đến với cô, mà bây giờ làm không có ra tiền. Rồi đi xin thì cũng, cô nói với tôi như thế này luôn cả nhà này, là cô không dám đi xin từ thiện cơ. Bởi vì cô nhìn như thế này, xin người ta không cho. Với lại cái thứ hai nữa là cô còn làm được, cô lạc rau cô làm được cái gì là cô làm. Còn cái mong muốn của cô Loan là cô Loan chỉ mong là được đi lại hả cô? Chứ cái giờ được đi được thôi. Chứ cái ngực thì không còn hy vọng nữa. Để mình sống năm nào đỡ năm đó thôi. Chứ đã qua ung rồi. Cô có hay cái suy nghĩ tiêu cực không? Suy nghĩ giờ cũng vậy thôi. Giờ mình thấy không tiện như là mình chết bà mẹ rồi. Hoặc kỹ con mà nó còn nhỏ quá. Tối ngày nó quấn quýt với mình không. Mình lấy đó làm cái động lực nghe cô nha. Ừ. Sợ dĩ con hỏi câu này bởi vì con thấy suy nghĩ tới cái vú cô. Ừ. Cô buồn khóc, nhà mà không ai mang bệnh này, mình cô lãnh bệnh này. Nhà không ai, chị em 4 đứa, 3 đứa, không có đứa nào có. Biết trước mình có ác không sao mình mới mang cái chứng bệnh này.
Nãy cô hỏi là thứ nhất là mong cô có cái tinh thần tốt trước đã. Bởi vì là mình hỏi cô suy nghĩ tiêu cực không, không phải nha cả nhà, không phải là mình nói ý xấu gì đâu. Nhưng mà khi mà Thu Quyên gặp cô và Thu Quyên chia sẻ, cô sẽ không có bộc lộ quá nhiều vào đâu. Cô sẽ nói cô bệnh như thế này, cô bệnh thế kia, rồi cô đau cô nhất. Chứ cô, mình cảm thấy cô không phải là một cái người là họ suy nghĩ quá nhiều, là họ đau đớn nhiều. Còn bây giờ cô sẽ gác lại hết qua một bên, cô cố gắng cô ăn cô uống đúng không? Là từ từ mình đau thì mình uống thuốc đi, rồi dạ là xong. Thuốc. Không có suy nghĩ gì tới, cô vô phải lắp đi. Vậy cô. Sẵn đây thì con đến đây con thăm cô, cũng chia sẻ cho các cô chú anh chị tình hình cô hiện tại ha. Với lại còn có một chút tiền nữa của cô chú Mạnh Thường Quân gửi cho cô này. Đây con xin gửi cô 3 triệu. Cái này là tiền Mạnh Thường Quân gửi giúp cô ha. Cô cầm giúp con này, 1 triệu này. 2, 4, 6, 8, 2 triệu này. 2, 4, 6, 8, 1 triệu nữa là 3 triệu tất cả nha cô nha. Cái này là của các cô chú anh chị như sau. Thứ nhất là có cô Mai ở Thủ Đức gửi cho cô 500. Thứ hai là có nhóm Phật tử Melbourne, Úc Châu gửi cho cô 2 triệu. Và thứ ba là có anh Bình ở quận 1 gửi cho cô 500. Tổng số tiền là 3 triệu. Cô cũng biết nói gì thôi. Cô cảm ơn mấy cô, mấy chú giúp cho em hoàn cảnh khó khăn này. Cảm ơn. Dạ. Con cũng như là các cô chú khán giả là gửi lời chúc đến sức khỏe đến cô. Và cái thứ hai nữa, như con có nói, cái tinh thần mình là rất là quan trọng. Mình đau, mình ốm, nhưng mà cái tinh thần khi mình mệt đó, là mình sẽ thành đau hơn nữa. Con bị rồi nên con để ý thấy như vậy. Và cái trường hợp của cô đặc biệt hơn mọi người nữa. Bây giờ cô là có ba cái đau lận cả nhà. Ngực đau này, ngực nách đều đau cả. Vì lét rồi, lỡ rồi. Chân thì bị hoại tử. Nó đang hoại tử phía trong, nó gãy rồi, nó đau cả nhà. Là cả mấy tháng nay, rồi thêm cả nữa là cái phần thận của cô. Trước đây cô có bán thận rồi nên là nằm nghỉ ngơi là xoay người nó cũng có đau nhất. Thôi thì bây giờ cái trường hợp của con cố gắng con chia sẻ, cũng mong là cộng đồng mạng có thể giúp đỡ cô phần nào. Cái này là cái duyên thôi cô ha. Còn bây giờ tụi con cũng xin phép cô, tụi con đi về trước cũng muộn rồi cả nhà. Thu Nguyên cũng xin được tạm dừng clip này tại đây, và Thu Nguyên hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip tiếp theo. Mọi người có ý kiến đóng góp hoặc là có những cái lời động viên cho cô á, thì mình có thể bình luận ở phía dưới. Chắc là cô Loan sẽ theo dõi và trả lời bình luận lại cô ha. Bây giờ mình xin chào cả nhà.